Khả năng ô tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Em thì chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ, địa chỉ ngay cầu Tiên Cựu, đường 10 Hà Nẵng Hải Phòng nối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao với quốc lộ 10. Số điện thoại 0326062789. Zalo số 0936405926. Ngày hôm nay thì Khả năng ô tô vừa xếp được cái dàn xe rất là đẹp thì em sẽ quay cho review, báo giá nắng thoáng nằng nhằng qua mấy một loạt chiếc xe to nhỏ lớn bé, em sẽ làm mấy cái video. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc nào nó phù hợp thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khả Năng, số điện thoại 0326062789 hoặc Zalo số 0936405926. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì đầu tiên trong cái series này thì em xin giới thiệu cho mọi người một chiếc Hyundai 10 bản đủ, đời 24 đăng ký lần đầu 20 năm, giá bán 255 triệu. Bản đủ túi khí và ABS, na răng đúc, xi nhường, xi nhan gương, đèn điều hòa auto, đề lỗ start top, phím bấm vô lăng tích hợp, đấy là bản đủ anh em nhé. Không khoan đục. Đó. Tư nhân, biển Hải Phòng. Và giá bán của nó là 355 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đây. Em sẽ quay qua thôi. Chiếc nào anh em cảm thấy ưng thì anh em có thể vào việc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho Khả Năng ô tô để anh em xin ảnh chi tiết từng chiếc một. Thì anh em cứ vào mấy cái giờ mà nó tránh khung giờ nóng em tiếp khách là được. Còn đâu là em sẽ gửi trực tiếp cho anh em luôn, hoặc là tối về em sẽ gửi video hoặc hình ảnh cho anh em nhé. Anh em nào mà em thấy chưa kết bạn mà đầy rồi thì anh em kết bạn số khác. Em có hai số anh em nhé. Đấy. Dặn anh em thế, nhiều bác cứ kết bạn xong nhắn tin, tin nhắn đã chờ nó một loạt. Bây giờ không biết xóa ai đi được, anh em nào cũng có nhu cầu để tìm xe mới kết bạn. Bây giờ mà xóa các bác đi mà đồng ý người khác thì rất là khó. Vậy thì anh em nào mà chưa có cái Zalo của em, anh em có thể quay sang kết bạn Zalo số 0936405926 nhé. Đó, chiếc thứ hai là chiếc i10 đời 2015. Chiếc này thì em bán 238 triệu bản. Đấy anh em nhé. Tên tư nhân, biển Quảng Ninh. 14A37199 này. Tư nhân hay công ty không nhớ. Đó. Sơn xi thì căng đét rồi, máy zin anh em nhé. Ô xe khóa cửa này, anh em nào đi thì khóa cửa vào. Đó. Nội thất rất là đẹp. Tôn vỏ mỏng, neng keng, các option thì đầy đủ hết rồi. Nội thất đây, ghế nỉ nguyên bản theo xe. Đây. Đó. 235 triệu đời 20 năm. Chiếc i10 bản đủ đời 20 năm. Có chiếc biển 53 thì bán rồi, còn chiếc này là chiếc 19890 màu đỏ đây. Thì em năm nay em nghĩ được chiếc này sẽ bay trước nhưng không ngờ chiếc 53 xấu hơn lại bay trước. Đó. Còn chiếc đẹp hơn bản đủ đời 20 năm. Giá bán là 269 triệu đồng bao rút hồ sơ. Sáng nay có bác một bác bốc con biển 53 rồi. Rút hồ sơ rồi. Thì còn con này thôi anh em nhé. Keo chỉ cột keo đầu đít là zin hết cả xe, không mất một phần nào luôn. Giá bán 269 triệu đồng. Keo chỉ thì nguyên zin hết, không mất phần nào. Và cái cột kèo của nó thì anh em nhìn này, đó. Zin hết nhá, màn hình can đùi đủ hết rồi, đè lỗ start top, túi khí, phanh ABS. Đầy đủ hết, không thiếu chức năng gì, phím bấm vô lăng tích hợp, xi nhan gương. Gương cụp xòe, đầy đủ hết. ABS 4 bánh nhá, túi khí đầy đủ. Giá bán là 269 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đó, rất là sạch đẹp thôi, sơn xi căng đét luôn. Về Kia Morning thì em có rất là nhiều Kia Morning đây, em sẽ cùng quay cho mọi người cùng ngắm luôn. Đầu tiên là chiếc Kia Morning biển Thanh Hóa cực đẹp luôn. Đời 2013. Chủ xe là anh vừa mới thiến của em 1 triệu. Đấy, không biết 1 triệu tiền gì. Em sẽ quay luôn. Đây. Ôi giời, nội thất rất là đẹp. Sơn xi căng đét, màn hình cam nùi đủ hết, keo chỉ không mất phần nào. Ghế bọc da cực kỳ mới, sạch đẹp luôn. Vô lăng không mòn. Trần nỉ nguyên bản. Đời 2013 mà giá chỉ có 192 triệu thôi, bao rút hồ sơ. Đó. Sạch đẹp. Na răng đúc này. Lốp mới 4 quả. Đây, đăng kiểm tháng 1 năm 2021. Kia đời 2013, giá 192 thỏ. Bọn em có giá niêm yết hết nhá anh em. Đó. Có giá niêm yết hết, không có chuyện là ai báo giá trên trời một người báo khác. Tất nhiên là bên em có rất là nhiều nhân viên bán hàng. Có hàng chục người quay cơ. Vậy thì anh em cứ hoàn toàn tin tưởng. Ai cũng được, anh em có thể tin tưởng được hết. Không có gì khó cả, đều ở trong chợ tôi miền Bắc. Chợ thì rất là nhiều đông người, đông anh em thành viên để còn làm việc, còn tiếp cận khách hàng. Đó nên vì sao mà bên em có một chiếc xe có thể đến 5, 7, 10 người quay. Không vấn đề gì hết anh em nhé. Anh em nào bán cũng là trong chợ thôi. Thì đây là một chiếc Morning đời 2013, đời bản 1.25. Chiếc này cũng 125 hay sao? 125. Này, giá thì chỉ có 192 triệu đồng giá với chiếc bên cạnh. Cũng đời 2013, sơn xi màu trắng. Em đã làm video riêng của chiếc này rồi.
Em là Nomolink thì em đã quay riêng hết rồi anh em nhé. Màu trắng này sơn xi cũng sẽ rất là sạch đẹp rồi, không cần làm gì hết. Biển Thái Bình tên tư nhân và dán tem Sport rất là đẹp luôn. Em sẽ quay qua lần nội thất cho anh em cùng ngắm, cũng tương đối là mới anh em nhé. Ghế bọc da, chân nỉ nguyên bản, màn hình cam đủ đủ hết. Đó. Tiếp theo là chiếc đời 2013 luôn, nhưng chiếc này tên tư nhân biển Hà Nội anh em ạ, và sơn màu kember. Màu này màu rất dễ là bay, mới về. Chiếc 30E559513. Chiếc này thực ra không phải mới về đâu, mới về cách đây nửa tháng, nhưng mà anh em tránh dịch bây giờ mới được đến chợ thì để mang lên chợ bán. Đó. Đời 2013 và tên tư nhân biển Hà Nội nhé. Chiếc này bên em đang bán với một giá 198 triệu đồng bán hồ sơ thôi. Đó, quá rẻ cho một cuộc tình. Đăng kiểm nắng thoáng tháng 3 năm 2021 anh em ạ. Đó, rất là dài. Tiếp theo là chiếc quay nội thất đã. Đó, quay nội thất cho mọi người nhé. Đây. Thì anh em cùng ngắm này, màn hình Android vật vã rồi. Chiếc này nó có màn Android nên là giá nhỉnh hơn một chút, và nó biển Hà Nội nữa. Tên tư nhân biển Hà Nội nó rất là đẹp luôn, sạch đẹp này, tapi rất là đẹp, sạch, keo chỉ zin cả xe. Màu kember. Đó, anh em nhìn đi. Màu kember nhé. Không có đâm đụng quọ quẹt gì, xe keo chỉ zin hết. Rất là sạch đẹp. Tiếp theo là chiếc Kia Picanto đời 2013. Chiếc này bản đủ túi khí và phanh ABS. Đấy. Tức là bản đủ, tức là nó giống con Kia Morning nhưng nó gọi là Picanto. Đời 2013 và xi nhan gương này, rồi túi khí ABS đầy đủ hết, đèn nét chạy xung quanh cái đèn này anh em nhìn thấy không? Đấy, đèn gầm các thứ nó có sẵn theo xe, nhiều cái. Túi khí phanh ABS nữa thì nó giá nó rất là mềm thôi, 222 triệu nhá. Túi khí này, phí bấm vô lăng tích hợp, màn hình to vật vã. Đó, gương cụp xòe đầy đủ hết. Sơn màu xanh rất là đẹp luôn. Tên tư nhân chủ nữ nhá. Chủ nữ tên tư nhân từ đầu, một chủ từ đầu luôn. Biển Cần Thơ. Anh em nào ở 65 đây, anh em có thể giới thiệu chiếc về cái quê mình. Đăng kiểm tháng 9 năm 2021, rất là dài. Dài miên man luôn. Giá bán 222 triệu đồng bán hồ sơ. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning đời 2013. Và động cơ thì 1.25 hay sao? Giá chỉ có 188 triệu thôi. Sơn màu xanh. Xanh rất là độc lạ anh ạ. Màu xanh này anh em sơn cái màu rất là độc. Màu xanh này có màu xanh của con gì thì anh em sẽ giới thiệu cho anh em. Con này màu xanh của con Suzuki Swift. Đấy, có một cái màu này. Đó, màn hình Android rất là đẹp luôn. Giá có 188 triệu, giá quá rẻ cho một chiếc xe đời 2013 bản 1.25. Rồi, keo chỉ cột kèo là zin hết cả xe và không mất phần nào nhé. Là đang đúc luôn. Vâng, phân khúc giá rẻ nữa thì có chiếc Kia Morning đời 2010 Form Sport Narang Đúc. Máy rất là ngon, máy nổ rất êm, động cơ 1.1, đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Biển Hải Phòng đây, 15A16810, giá bán chỉ có 139 triệu đồng bán rút hồ sơ thôi. Đã giảm giá rồi, chỉ còn 139 triệu. Đó, anh em nhìn này. Đây, sơn xi rất là sạch đẹp và cái nội thất rất là đẹp luôn, gọn gàng, màu đen. Máy nổ được cực kỳ êm nhé, máy cực kỳ êm, dầm chất, không cần làm gì cả, đã giảm giá rồi, giá rất là sâu rồi anh em ạ. Giá chiếc này là còn zin thì nó khác, xe còn zin nó khác với xe đâm đụng anh em nhé. Có những chiếc như này người ta chỉ bán 100 triệu thôi, nhưng anh em không mua được đâu, đó, không mua được đâu, tiền nào của đấy hết nhé. 14A đời Morning Sport xịn đời 2011, xe gia đình, giá bán 175 triệu. Sport xịn là sao? Xịn là cái cản trước cản sau nó có sẵn, thế thôi. Cái còn con này lưng lên nó cũng thế, và nó thêm cái nó đang đúc túi khí ABS là theo xe. Chiếc này nó như thế, túi khí ABS, nó có thêm túi khí và ABS đời 2011. Để lại chốt cửa đâu anh em, làm sao nhỉ? Này sao xe chốt hết cửa này nhỉ? Giá bán chỉ 175 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ. À, ghế thì em còn hai chiếc, một chiếc màu xanh nữa là ba. Màu xanh này anh em hôm nay mùng 1 đi về quê có việc rồi, anh em chưa nên. Thì con chiếc màu xanh này đời 2009 nhá. Chiếc này hiện tại thì bên em đang bán 1668 triệu, nay giảm giá chỉ còn 158 triệu thôi. Bao rút hồ sơ. Đăng kiểm tháng 3 năm 2021, tên tư nhân biển Hải Phòng và biển rất là đẹp, 13386. Xe này cam kết các bác là không có đâm đụng quọ quẹt gì hết nhá. Nguyên zin hết. Keo chỉ zin hết cả xe, không mất phần nào. Nội thất này anh em nhìn, bộ ghế da mới bọc, màn hình cam đầy đủ hết. Đấy. Gương kính chỉnh điện. Thế thôi.
cần gì nhiều anh em. Sơn si sạch đẹp rồi anh em, không cần làm gì thêm. Đó, không cần làm gì thêm, và giờ với giá tiền 158 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đó. Bên cạnh đó còn một chiếc đời 2009 biển Hà Nội. Chiếc này thì có lấy bộ đa răng rồi, giá bán chỉ 168 triệu thôi. Đăng kiểm năm tháng 6 là tháng 1 năm 2021. Đời 2009 nhá, bản đủ. Đó, hai chiếc hai bên cạnh nhau đây, anh em có thể lấy một trong hai chiếc này. Một chiếc 168, một chiếc 158 triệu thôi. À, Chevrolet Park đời 2015. Chiếc này hiện tại thì bên em giảm giá chỉ còn 169 triệu. Đời 2015. Anh em nhá, màu vàng. Chiếc này thì nó rất là rẻ. Rẻ biết nhè luôn anh ạ. Đấy, có túi khí này. Có ABS. Đó. Ghế thì ghế nỉ nguyên bản theo xe chứ à. Đấy, rất là sạch đẹp luôn. Thơm lắm. Vào xe thơm như kiểu mùi bánh mì ấy, hay anh em để quên bánh mì trong đấy nhỉ. Thơm đấy. Đó, rất là sạch đẹp. Keo chỉ cột keo đầu đít là zin, không đâm đụng. Đó. Đằng sau thì có cái gì đấy? À, có cái cua lốp. Có cái tấm chắn bùn. Đó, sơn thì màu vàng. Biển Hải Phòng. Đăng kiểm tháng 3 năm 2021. Tiếp theo đây là một chiếc Kia Morning nhập khẩu, hai chiếc mà nhập khẩu nhé. À, đời 2007, giá bán tầm 128 triệu đồng bao rút hồ sơ. À, một chiếc một chủ từ đầu biển Hà Nội 30V, em đã làm video riêng trước này rồi. Các bác nào tìm tầm 2 3 tuần trước anh em có dịch đấy thì anh em chưa bán được. Đời 2007 giá rất là vừa tiền thôi. Và xe này là xe không có đâm đụng quạ quẹt ngập lụt nhé. Còn những chiếc xe mà có đâm đụng nó chỉ giá tầm 100 thôi anh em nhé. Đó, đây, chiếc bên này cũng vậy này. Màu bạc, chiếc này thì màu xanh. Đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Đây. Anh em nhìn đi. Màn hình căn nơi đủ hết. Chiếc dòng này thì nó có thêm cái túi khí. Đó. Vì nó là bản đủ và hai bản nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc nhé. Động cơ thì 1.1. 1.1 luôn. Bên này cũng vậy này. Bên này ghế bọc da. Cũng có túi khí đầy đủ. Nói chung là anh em về thì đổ xăng và chạy thôi. À, xin báo với các bác là dòng nói chung nhé. Tất cả những dòng xe hatchback em có mặt ở đây là nó sẽ tiêu tốn tầm khuôn 5 lít rưỡi đến 6 lít quay đầu trên 100 km thôi. Tất cả dòng Kia Morning này, rồi Hyundai Getz, rồi Chevrolet Spark. Rồi đây những dòng này, Kia Morning này, Spark này, nó chỉ tầm 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 km, đường hỗn hợp anh em nhé. Đường hỗn hợp là sao? Nếu anh em đi Hà Nội có thể đến 7 lít, nhưng anh em đi đường trường, đi đường mà con số ngọt ngào đấy thì anh em chỉ rơi vào 5 lít thôi. Nó chỉ rơi vào 5 lít rưỡi trên 100 km thôi. Quá tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và đây tiếp theo là có một chiếc Morning đời 2011. Chiếc này đang bán 144 triệu. Màu bạc anh em nhé, màu bạc. Chiếc này cũng đang đúc rồi. Form lên sport hết rồi anh em ạ. Đó, đây. 144 triệu đời 2011. Keo chỉ đi khá nhiều. Đó, đây. Thật đẹp, dòng cỏ này anh em lấy về anh em đi lại thì quá ok luôn, xăng nó tiết kiệm lắm. Rất là nhiều xe cho mọi người lựa chọn. Tên tư nhân biển Quảng Ninh đây. Anh em là người Quảng Ninh có thể lấy chiếc này cũng được. Hoặc là anh em tỉnh khác thì anh em rút hồ sơ bình thường thôi. Mà đối với em, theo em, nếu em là người buôn xe thì em biết mà. Những chiếc xe này anh em không cần gì đâu, không cần phải rút hồ sơ đâu, cứ để mà vậy đi thôi. Đó. Vì sau này anh em bán anh em đỡ mất một lần nữa rút hồ sơ để công chứng rất là vất vả. Cứ để mà đi chẳng ai lấy xe của anh em cả. Và cam kết pháp lý pháp luật mà em mua bày bán ở đây chứ không phải chuyện chơi. Đấy, 5 triệu đã truy cứu trách nhiệm hình sự rồi. Mà em không mua có chuyện mua xe trộm cắp cướp giật hay là tranh chấp đâu. Bọn em làm cam kết các bác là xe không tranh chấp, không có dính phân lý pháp luật anh em nhé. Đó, đây. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning đời 2012. Giá 152 triệu, hôm nay bọn em giảm giá trực tiếp trên livestream là chỉ còn 142 triệu thôi. Đời 2012 nhé anh em nhé. 142 triệu, đăng kiểm tháng 3 năm 2021. Sơn thì màu xanh của taxi Mai Ninh đấy, em cũng nói luôn. Vì em là người luôn luôn nói thật chứ không có nói nhì nhằng. Màu xanh của taxi Mining, anh em nào khi về thích đổi màu thì đổi, mà thích làm gì thì làm. Đó, giá chỉ có 142 triệu đời 2012. Nhắc lại anh em là anh em không mua được chiếc này đời 2012 giá này đâu. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp thì anh em có thể liên hoan luôn. Vì nó không đâm đụng gì, không quạ quẹt gì, một chủ từ đầu luôn. Một chủ từ đầu vì sao? Đầu tiên nó là tên công ty, như anh ấy mua xe từ mới, anh ấy đóng một công ty. Đó, sau đó anh rút ra hồ sơ ra, anh ấy vào tên chính chủ của anh đấy đến bây giờ luôn, anh ấy không đi cho một ai nữa. Xe đã qua dịch vụ nhưng mà anh ấy đi giữ gìn xe lắm nên là rất là đẹp. Chiếc này anh em nào có thể cố gắng lấy về, 142 triệu thôi, quá đẹp luôn, phù hợp tất cả mọi người. Đi 5 chỗ bình thường, đăng kiểm tháng 3 năm 2021. Chẳng cần làm gì hết anh em nhé, đổ xăng mà là chạy thôi. Đó, không lỗi lầm gì.
Đèn gầm thì cũng đủ hết đấy, anh em có phải sơn màu khác cũng được, mà anh em thích chuyển màu gì thì anh em đổi đăng ký thôi, đơn giản lắm. Đằng nào nếu anh em tỉnh khác mà rút hồ sơ thì anh em có thể về anh em đổi màu được nhé, rất là bình thường. Hoặc là anh em màu này anh em thấy rất là ok mà, bên trên sơn màu đen bên dưới màu xanh nhìn nó rất là tương phản và đẹp. Đó, nó cách nó kiểu cách hơn, nó nhìn nó khá là đẹp. Ở đây Spark biển 12 vẫn còn đây và giá 99 triệu là giá cắt lỗ sâu rồi. Anh em nào mà cảm thấy chiếc này nó phù hợp mà em vẫn bao rút hồ sơ cho các bác được. Đó, anh em nào hôm nay có anh em giả 90 triệu nhưng em không bán, thực sự là giá nó quá sâu, em không có bán được. Có bác giả 85 triệu cơ. Tôi bật kể hoàn cảnh nhưng mà nói thực ra bọn em hoàn cảnh hơn chứ. Nhưng em mua xe buôn bán em phải có lãi, phải có lời. Thì những chiếc xe mà đã cắt lỗ rồi thì anh em đời 2011 anh em không thể nào mua dưới 100 triệu được anh em nhé, mà xe zin không đâm đụng nhé. Là đang đúc mà máy cầm chất, điều hòa mát. Đấy, sân vỏ thì sơn si vừa sơn xong nó sạch đẹp như này. Có cần phải làm gì đâu, anh em về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Tiếp theo là chiếc số tự động Mini Cooper thu nhỏ đây, Discovery con Tubi AMK đời 2010. Giá bán là 125 triệu nhưng em giảm giá hôm nay trực tiếp chỉ còn 118 triệu đồng mà thôi anh em nhé. Hàng nhập khẩu Đài Loan, nguyên chiếc, đăng kiểm tháng 12 năm 2020. Và giá bán trực tiếp trên livestream này chỉ còn 118 triệu đồng bao rút hồ sơ. Em đã làm video riêng chiếc này rồi anh em ạ. Anh em nào cứ vào kênh của em tìm mà thấy nhá. Khi nào tìm thấy, hoặc là anh em bảo em gửi cho. Với cái giá 118 triệu mà sở hữu một chiếc xe số tự động thì anh em nghĩ còn cái gì hơn không, đúng không ạ? Keo chỉ zin mà xe rất là đẹp, phụ nữ thì anh em đi rất là ok. Đó, động cơ có 1.4 thôi. 1.3, 1.4 nhỉ. Đấy, tầm đấy thôi. Nó tiết kiệm nhiên liệu lắm, nó chỉ rơi vào tầm 7 lít trên 100 km thôi. Cửa rả rất là đẹp, sơn si xanh đẹp. Đấy. Dòng này thì chẳng ai dịch vụ cả nên là nó rất là đẹp và mượt. Đăng kiểm tháng 12 mà, tên tư nhân biển Hải Dương. Đồ đạc rất là nhiều để thay thế nhá, không có ngại đâu. Mà xe nó nhỏ gọn trông rất là đẹp và trông xinh xắn, chị em phụ nữ đi rất là hợp luôn. Biển D là phù hợp cho các bác nào làm trong ngành công an quân đội này. Vì em đã chế thêm một cái ghế đằng sau rồi, đã lên được ghế rồi nhá, full đồ rồi. Anh em nào công an quân đội anh em có thể đi lách nách luật được thì anh em có thể lấy chiếc này về anh em đi. Na đang đúc lốp nắp mới, hàng nhập khẩu đời 2009, số tự động, động cơ máy eco anh em ạ, tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này em đang bán 235 triệu đồng bao rút hồ sơ. Vậy thì anh chị em nào cảm thấy chiếc Kia Morning nhập khẩu mà số tự động này nó đẹp, xuất sắc thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Khải Đăng số điện thoại 032 6062 789 nhé. Phù hợp với mình là được anh em ạ. Đẹp hay không là do mình mà, đúng không? Đây, đằng sau đã chế lên ghế rồi nhanh nhé. Đấy, ghế này gập xuống được mà ngả ra được tùy anh em. Đấy, chế ghế rồi. Anh em là không thích thì anh em có thể tháo ghế này ra, mang cất đi. Anh em trả đồ thành một chiếc xe số sàn, xe bẩn đi. Nhưng mà anh em là trong ngành hoặc anh em có thể quen biết rộng thì anh em có thể đi thành như một chiếc xe, như một chiếc xe gì nhỉ, chiếc xe 5 chỗ được anh em nhé. Thực ra đăng ký có 2 chỗ thôi. Biển D là đăng ký 2 chỗ nhé. Nhiều anh em chưa biết thì có thể sẽ hỏi vì sao. Biển D là xe van và xe 2 chỗ. Đấy. Nhiều con biển D như biển xe to như Hyundai Starrex có thể là đăng ký 3 chỗ hoặc 6 chỗ. Quay luôn, tiện thì quay luôn dưới này luôn. Thì bên này em còn có bộ đôi Caretta anh em ạ. Caretta giá 99 triệu, xe của nguyên thủ quốc gia người Nhật Bản. Đấy, thôi là dạt sang Việt Nam, phục vụ cho bà con nào mà thích những dòng hoài cổ, yêu sự hoài cổ đây, 99 triệu đồng thôi. Một trong hai chiếc này sẽ phụ thuộc về ai. Nhưng mà cái dòng này anh em đã buôn xe này thì phải buôn xe chất. Đây thì chất như nào thì em mở cửa anh em sẽ biết nó chất như nào, đúng không ạ? Đấy. Thực ra cái dòng này nếu các bác là không biết về xe này hoặc anh em không chơi cái dòng xe này, thấy cái dòng này mà 99 triệu người ta thà nó mua con nọ con kia, nhưng không có đâu anh em nhé. Không mua được giá rẻ đâu ạ. Xe đẹp cơ, chứ còn xe xấu thì em không nói. Cái dòng này mà xấu thì nó cũng rẻ thôi. Động cơ 2.2 mà, xấu cũng rẻ thôi. Sơn si sạch đẹp bên này, na đăng đúc nhá. Đó, đã có na đăng đúc rồi. Chiếc này 99 triệu thì quá rẻ luôn. Không cần làm gì thêm, đăng kiểm tháng 6 năm 2020 nhá. Bộ đôi Caretta em bán đồng giá 99 triệu sao. Đấy. Rất là sạch đẹp. Về xe giá rẻ thì còn chiếc Daewoo Lubira đời 2002 là giá 65 triệu thôi. Đó. Sơn si rất là căng đẹp luôn. Anh em không cần làm gì thêm, em làm video riêng rồi. Biển 34 na đăng đúc, đăng kiểm thì mới đăng kiểm thôi. Đó, còn tháng 7, tháng 8 gì đấy. Đây, nội thất rất là sạch đẹp anh em nhìn này. Đấy, ghế hai màu đỏ đen, màn hình can nùi đủ hết, chân nỉ nguyên bản. Có cần làm gì đâu, đổ xăng vào là chạy thôi. Động cơ 1.6 thôi nhá, xăng tầm 7 lít đến 7 lít rưỡi trên 100 km. Quá phù hợp cho các bác làm xe gia đình, tránh dịch, tránh mưa, tránh nắng, chở con cháu đi học. Quá là ok với giá 65 triệu đồng. Bên này còn chiếc Lubira cũng vậy. Chiếc này bán 65 triệu nhé. Bây giờ giảm giá trực tiếp chỉ còn 50
65 triệu đây nhé, nói luôn này, đời 2000. Và em giảm giá trực tiếp trên livestream chỉ còn 60 thôi. Đấy, trường 60 nhé, đây Ulubira. Nội thất thì cũng đẹp lắm anh em, nội thất chiếc này rất đẹp, em quay luôn cho mọi người. Chiếc kia rút hồ sơ được, cái chiếc này thì không, tên công ty, rút được hồ sơ em nhé. Mất hóa đơn rồi, đó. Đây. Đây, em nhìn này. Rất là sạch đẹp luôn. Mấy chục triệu vậy thôi. Mong chờ gì. Đây Ugenta thì em có đời 2010. 2010 tên tư nhân biển Tuyên Quang mà nó đang đúc nốt nắp mới này. Và em bán chiếc này với giá 176 triệu bao rút hồ sơ. 176 triệu bao rút hồ sơ, đời 2010 nhé. Dòng này không taxi nhỉ, con này không taxi, nhìn nó rất là đẹp, màn hình rất là to. Sạch đẹp, vô lăng này, tròn. Máy khố con này ngon lắm, máy số ngon luôn. Quan trọng xe cũ là máy số mà cái thân vỏ mà. Bây giờ nó đã ngon rồi thì anh em cứ lấy về đi thôi. Không cần làm gì nhiều, chẳng cần làm gì thêm. Tiếp theo em xin giới thiệu cho mọi người một chiếc Cressida nữa, cũng đồng giá với chiếc kia. Biển một chủ từ đầu này, 29i5806, biển tên tư nhân. Đăng kiểm tháng 4. Đời 1993 và 99 triệu anh em nhé. Ôi nội thất của nó này, công nhận thực sự là anh em đấy. Thực sự chơi và có tiền. Có thích chữ hoài cổ, không phải anh em là nhiều tiền nhưng không thèm chơi, nhưng mà cái đồ cổ này không thể nói được là có tiền mới chơi được hoặc là không có tiền cũng chơi được hay như nào cả. Vì các bác phải ưa thích cơ. Anh em nhìn ưa thích từ cái bộ ghế nỉ nguyên bản của nó này. Cái ghế nó xo, bên trong nó bồng bềnh lắm, ngồi chạy nó sướng. Chạy nó sướng thôi rồi, em mua một chiếc chạy 120 không bao giờ nghĩ luôn. Dòng này nó chắc bền, máy Toyota nó lành lắm, đồ đạc thì có đồ để thay anh em nhé, rất nhiều đồ để thay. Không thiếu gì cơ. Đèn tự động cái đây, đèn này. Đó, cái gì gọi cái là cục xòe chỉnh cái gương tự động này. Hình như chiếc này có ngăn đá đấy anh em ạ. Ngăn nằm đá tức là ngăn để lạnh, anh em có đồ bò húc anh em có gì anh em để vào trong cái tủ lạnh của chiếc xe này, anh em có thể làm lạnh nước uống nhé. Đấy. Rất là đặc biệt. Về Vios thì em còn 4 chiếc nữa, phong cũ. Phong cũ là vì sao? Phong cũ là từ đời 2003, đời 2004 đến 2009, 2008 là nó sẽ có phong như này. Và xuất sắc nhất ở đây thì có chiếc biển Hà Nội đây. Đó, em đã giảm giá trực tiếp rồi, chỉ còn 159 triệu bao rút hồ sơ thôi. Vậy hôm nay bác nào mà lấy thì em có thể giảm trực tiếp nữa, chỉ còn 155 triệu thôi. Thu hồi vốn cắt lỗ rồi, em bán giá đầu tiên là 169 triệu anh em nhé. Nay giảm giá chỉ còn 155 triệu cho bác nào lấy chiếc này và điện đăng kiểm tháng 8 năm 2020. Quá đẹp trong một cuộc tình. Đó. Anh em là chốt cửa rồi. Đây. Anh em này, sơn si sạch đẹp này, tát nô anh em nhìn thấy chưa? Keo chỉ còn zin hết, không mất phân nào. Đó, na răng đúc đây, nốt 4 quả mới tinh. Ngày nào anh em cũng đi về nên là xe cộ nó không để sẵn ở đây nên anh em không bán được thôi. Chứ còn nếu mà các bác đến xem xe, hôm nọ có bác người Thanh Hà Hải Dương sang đến đây chờ lửa tiếng anh em chưa đến kịp, thế là bác lại về, thế là chưa mua được chiếc này anh em nhé. Rất là đẹp, không mua được thực sự rất là tiếc. Nếu anh em là người miền Nam hoặc anh em là người Đắk Nông, anh em mua về xe dạy lái tập lái thì em sẽ gửi chiếc xe này vào miền Nam cho các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn, cam kết các bác là xe rất là đẹp, không lỗi nhỏ, không đâm đụng ngập nước gì mà máy rất là êm, gầm chất, điều hòa mát. Đây là anh em nhìn nội thất này, nó đẹp như này. Tất nhiên đời 2006, 2007 anh em không thể so sánh được với những chiếc xe khác, đúng không? Đây, tiền nào của đấy thôi nhé. Đó, nhìn này. Đó, keo chỉ zin huyết, không mất phần nào luôn. Bên cạnh đó thì còn chiếc đời 2006. Vừa giảm giá xong, biển 19 này. Chỉ còn giá 146 triệu đồng thôi. Chiếc này em cũng quay rồi, 145 triệu. Đó, em đứt em quay 145 triệu thì chuẩn chính xác hơn. Đây, 145 triệu đây, niêm yết đây anh em nhé. Giảm là phải giảm hết toàn bộ chứ không phải là chuyện một mình thích nói gì mình nói, không có người khác xem không biết này, mua cao không có mà em giảm là bả dán giá thì biết luôn nhé. Giá thu hồi vốn 145 triệu đời 2006 này. Đó. Chỉ 145 triệu đời 2006, tên tư nhân biển Phú Thọ. Cũng là ra đúc đốt nát mới, đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Chẳng cần làm gì cả. Tiếp theo là chiếc Mazda 323 đời 2000 anh em ạ. 323 đời 2000 này. Hôm nay bọn em giảm giá chỉ còn 99 triệu đồng thôi. Đời 2000, đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Na đang đúc nốt nắp mới và có cả túi khí và phanh ABS luôn. Thế mới ghê. Túi khí ABS này, na đang đúc rất là đẹp, sơn si căng đét nhé. Không cần làm gì thêm. Các bác nào mà cân đối dòng Spark thì em nên khuyên các bác lấy dòng này. Dòng này nó là thứ nhất nó là sedan 5 chỗ 2 đầu và nó rộng rãi, nó đẹp hơn, máy gầm nó chất hơn rất nhiều. Động cơ động 1.6 thôi. Nên là nó tiết kiệm nhiên liệu, nó không có vấn đề gì nhiều về cái
đồ đạc sửa chữa vì dòng Mazda này không thiếu đồ anh em nhé. Đây là túi khí này, đó, túi khí vô lăng 4 chấu nhé. Đây vách nỉ nguyên bản, keo chỉ zin rất là nhiều, đó, sơn si sạch đẹp, không cần làm gì thêm. Giá bán chỉ có 99 triệu đồng bao rút hồ sơ thôi cho một chiếc xe vành đúc này. Đó. À, kính chỉnh điện đầy đủ hết rồi, chức năng không cần làm gì thêm. Tiếp theo là một chiếc Daewoo Gentra đời 2 nè, đời 2008 anh em nhé, đời 2008 tên tư nhân biển Bắc Giang. Chiếc này thì anh em bán rất là rẻ thôi, 148 triệu, đời 2008 148 triệu. Nội thất tươi mới anh em nhìn này, nó vô lăng bọc da mới chưa, đó, rất là mới sạch đẹp. Đây 148 triệu nhé, keo chỉ zin khá nhiều, đó, nội thất đẹp lắm, sơn si sạch đẹp. Gentra này còn chiếc biển 88 đây, em có quay giảm giá kịch sàn cho các bác ở đời 2009 này. Đó, không khoan taxi đồng hồ và na răng đúc rất là đẹp rồi. Con này đã lên được na răng đúc nhá và sơn si rất là sạch đẹp. Đó, đăng kiểm tháng 7 2020, máy gầm chất điều hòa mát. Nội thất tươi mới, em sẽ bọc một bộ ghế da mới hoàn toàn cho các bác. Đây. Con nọ bộ ghế da cũ thì em đã gì rồi. Đây hôm nay em tháo ra, em quay gầm cho các bác nhé. Đây, sàn trải da này và bên dưới dán dán 3M chống ồn anh em nhìn thấy không? Đó. Sàn không hề mục mọt một chút nào luôn, dán hết 3M rồi. Vô cùng sạch đẹp này. Sản phẩm của USA đấy anh em, nhìn thấy chưa? Không hề đâm đụng quả quẹt gì, các bác nhìn xe nó còn tươi, đẹp như này. Em sẽ bọc một bộ ghế da mới tinh cho các bác nào lấy chiếc xe này luôn. Giá chỉ còn 155 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ, cắt lỗ thu hồi vốn. Đó. Tiếp theo là chiếc Vios biển 35 đời 2005. Và giá chỉ còn có 152 triệu thôi. 152 triệu cho chiếc xe Vios đời 2005 anh em nhé. Là đang đúc đốt nắp mới và đăng kiểm tháng 9 luôn. Chắc là vừa đăng kiểm hồi tháng 2. À tháng 3. Đấy. Vừa đăng kiểm xong này. Sơn si sạch đẹp và nó có ghế da. Màn hình can nồi đủ hết rồi. Đó, không còn lỗi gì. Đổ xăng vào là chạy thôi, lên đường thôi. Đó, rất là sạch đẹp. Bọn em không mua xe nát đâu, mua phải mua cái dòng xe mà anh em đi được mà không có kêu. Không có kiểu là ối giời ơi con xe nát này nọ thế kia, không có anh em, không có kiểu xe ối giời ơi nhé. Đây, chiếc biển 97-02345 này. Sơn si rất là sạch đẹp đời 2007 và giảm giá chỉ còn có 129 triệu thôi anh em ạ. 129 triệu một chiếc xe Daewoo Gentra đời 2007 mà form nó đẹp hơn Vios rất là nhiều. Đó, động cơ 1.5 thì Gentra này tầm 7 lít trên 100 km thôi. Na răng đúc rồi, không còn thể thấp hơn được nữa anh em nhé. Không còn thấp hơn được nữa. Anh em mà lấy về làm xe gia đình, làm xe dịch vụ thì quá là ok luôn. Các bác đi xe tập lái hoặc là xe anh em làm công trình, anh em đi đâu xa 1, 2, 30 cây, 5, 7, 70 cây một ngày. Một ngày đi 200, 300 cây thoải mái anh em nhé. Ừ, rất là đẹp, đi đường trường ok hết. Keo chỉ zin hết này, na răng đúc này. Đó, đinh bấm được một đống rồi, nòi ra một đống này. Đấy. Anh em nhé, đổ xăng mà là chạy thôi. Sơn si rất là sạch rồi. Không có lỗi gì anh em ạ. Vô cùng sạch đẹp. Đấy, giá bán chỉ có 129 triệu bao rút hồ sơ. Đăng kiểm tháng 7 năm 2020. Cứ để mà đi anh em ạ. Chiếc Vios đời 2006 này, giá chỉ còn 152 triệu thôi. 152 triệu đời 2006 nhé. Đây, biển 36. Đó. Cũng là có màn hình can lùi đầy đủ rồi. Có ghế bọc áo ghế trông màu vàng vàng trông khá là bắt mắt nhưng em không thích. Nói chung là em không thích bọc ghế nó chật lắm. Người nó ngồi nó bí người. Tiếp theo là chiếc Hyundai Elantra biển Hà Nội đây. Dưới 200 triệu đồng anh em lấy chiếc này về này về đi thì quá đẹp luôn. Đấy, đèn đã đánh bóng đẹp đẽ rồi anh em nhìn thấy không? Mặt hai mặt đèn đã đánh bóng rất là sáng sủa, đẹp đẽ. Và giá bán thì chỉ có 198 triệu bao rút hồ sơ. Dòng máy Elantra nhá, em nói chiếc này nó cực đẹp, nó êm thôi rồi. Máy côn số anh em ngồi lên xe nhá, máy nổ không nghe tiếng và anh em nhả côn đi ngay. Nó cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà so sánh phân khúc xe sedan 5 chỗ hai đầu, Vios Nimo không có cửa, Vios E không có cửa mấy dòng Hyundai Elantra này. Vì nó rất là rộng đẹp. Bốn cánh cửa nó đã là kính chỉnh điện cả bốn cánh rồi. Dòng này dòng hình thoảng nó có loại có phiên bản nó có hai cái kính cửa điện thôi. Nhưng chiếc này đã bốn kính điện rồi anh em nhé, không thiếu chức năng gì hết. Ghế thì ghế cao su lon nguyên bản theo xe. Đó. Đây. Rất là sạch đẹp luôn. Ghế cùng theo xe hết anh em nhìn này, đó. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Vô cùng sạch đẹp luôn. Với giá 198 triệu bao rút hồ sơ. Sơn si sạch đẹp không cần làm gì thêm. Đổ xăng vào là chạy thôi.
Xăng thì dòng này tầm khuôn 7 lít trên 100 km, quá tiết kiệm luôn. Bộ đôi Vela này hiện tại em đang bán hơn 170 một tí, 176 triệu một chiếc. Đời 2008 luôn nhé. Dòng này nhập khẩu, xe nhập khẩu mà la đăng đúc này, có túi khí anh em nhé. Đó, hai bản này đều có túi khí cả. Đăng kiểm tháng 9 này, chiếc kia đăng kiểm tháng 2 năm 2021. Như vậy là hai con xe bằng tiền nhau. Đây. Dòng này có túi khí nhá, máy gầm rất là chất. Động cơ thì 1. Vela này 1.4 nhỉ. Đầu lẫn là chắc 1.4 thôi anh em nhé. Xăng thì tầm khuôn 6 lít trên 100 km. Hai chiếc này, quay cho mọi người ngắm. Đây, màn hình cam nuôi đủ hết rồi. Dòng nhập khẩu nên gầm bệ nó tương đối chắc. Và cái tôn vỏ nó chắc lắm anh em ạ. Không cần làm gì thêm. Một bộ đôi đấy, để cho mọi người lựa chọn. Một bộ đôi giống nhau luôn, như đúc luôn. Hai anh em sinh đôi, đời 2008, tên tư nhân biển Quảng Ninh. Và một chiếc một chủ từ đầu. Đó, giá bán rất là phù hợp thôi, 176 triệu. Chiếc Vios đời 2005 bản G xịn đây. Là một chiếc xe biển gốc Thanh Hóa anh em nhé. Chiếc này đã đút hồ sơ rồi, chuẩn bị về tên cho bác nào đây thì anh em lấy chiếc này về. Cực kỳ đẹp, không taxi dịch vụ gì, xe đẹp đây. Anh em muốn xe đẹp thì cực kỳ đẹp luôn đây. Vios xịn sò đời thấp đây. Bản G, Vios bản G. Xịn sò, không taxi dịch vụ gì, xe gia đình. Cửa rả nó còn nguyên theo năm tháng anh em ạ. Thực sự anh em là cực kỳ đẹp luôn nhé. Sơn si còn zin rất là nhiều, bên ngoài thì quay rồi. Anh em nhìn này, sơn si này, những cái này nó nguyên bản theo xe, nỉ nguyên bản theo xe, nguyên bản hết nhá. Cực kỳ đẹp cho một chiếc xe. Cực đẹp luôn, không phải nói đẹp mà cực đẹp luôn nhá. Anh em nhìn này. Đó. Chân nỉ nguyên bản, cực đẹp luôn, bản G xịn. Màn hình cam nùi. Đầy đủ hết. Đó. Đây anh em này. La răng đúc màn hình theo xe. Đó, rất là sạch đẹp. Vâng, đặc biệt với giới thiệu mọi người một chiếc xe thương hiệu Ford Laser anh em ạ. Đời bao nhiêu anh nhỉ? 202. Đời 202. Giá bán bao nhiêu anh? 125 triệu đồng, đời 202. Bản này có túi khí và phanh ABS đúng không anh? Túi khí ABS, la răng đúc, ui xe nó đẹp. Màu vàng cát, màu ưa thích của tất cả mọi người. Các bác nào trung trung tuổi anh em tầm 30 giờ ra là cái màu này là màu chết người luôn này. Vì sao? Vì anh em hay dùng cái từ đại cát đại lợi nên là người ta thích cái màu vàng cát đấy. Nó vàng đã còn vàng còn cát, đăng kiểm tháng 7 năm 2020 và keo chỉ không mất một phân. Tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh anh em nhé. Không taxi dịch vụ gì luôn, xe đẹp luôn. Ford Laser đời 202. Túi khí ABS bản đủ, có la răng. Túi khí và ABS. Đó, anh em nhìn này. Một chiếc xe đẹp, xuất sắc, vừa mới về cập bến chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ cầu Tiên Cựu, đường 10 An Lão, Hải Phòng. Vậy bác nào thích chiếc này có thể liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô để có giá ưu đãi. Đấy, 125 triệu đồng bao rút hồ sơ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip em. Em sẽ làm video riêng chiếc này luôn bây giờ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào, gặp lại.